cho ban đã đang cùng có mặt tại hội trường gia đình chú rể đang trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, vào kính thưa toàn thể quý chú ban, có lẽ tiên cho biết đại diện những người làm trình thay mặt cho bên gia đình và cô dâu chú rể trong ngày vui phúc, xin được trân trọng gửi tới toàn thể quý chú ban với những lời kính chúc sức khỏe của ngày, những lời chào trân trọng nhất. Bất biệt xin cảm ơn những tình cảm tuyệt vời nhất quý chú ban đã dành đến cho trường của gia đình và đôi bạn trẻ trong ngày vui vẻ hôm nay. Vâng, và kính thưa toàn thể quý chú ban, chúc cảm phúc của hai bên gia đình và cô dâu chú rể lúc một con đường từ trường gia đình hoàng gái đến cùng bước vào trường gia đình hoàng trai, và cùng chúc một niềm vui lớn nhất tổ chức ngày lễ cho đôi bạn trẻ trong ngày vui hạnh phúc hôm nay. Và đôi bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay đây hãy cùng bước ra trường trong sự hoan chào đón của toàn thể chú ban, đã một chút thời gian và ngọc như câu chuyện riêng tư của mình để cùng tề tựu về đây và cùng chung một niềm vui lớn nhất chúc mừng cha bên gia đình và cô dâu chú rể trong ngày vui hạnh phúc. Và các cụ ta thì đã từng có câu rằng trong năm chỉ có một ngày chỉ có một giờ mới duyên. Sắp giờ đẹp nhất ngày hôm nay đây cũng là giờ thăng long hoàng đạo mà bên gia đình cùng với cô dâu chú rể đã chọn, chính thức cho đôi bạn trẻ của chúng ta được lên vợ thành chồng. Và lúc này đây tại hội trường gia đình hoàng trai, tôi muốn toàn thể quý vị đã và đang có mặt tại hội trường lúc này hãy nổ những tràng pháo tay thật lớn thật giòn giã của mình để cùng cổ vũ và chúc mừng cho đôi trẻ trong ngày vui phúc này, được không ạ? Vâng, và kính thưa toàn thể quý chú ban, vâng, người kinh Bắc thì đã từng có câu rằng chầu này chầu tính chầu tình chầu tiếp cách phường chầu mình lấy ta, chầu này em gói hôm qua giữa cha giữa mẹ em mang cho chàng, chầu này chẳng phải chầu hàng chàng mua em không bán tối sao em mời chàng lại không ăn, hay chàng chết khó chê khăn thì chàng ơi, chàng ơi lại đây mà ăn miếng chầu, chầu không ngồi tức miếng chầu nhạt, câu không hạt đứt miếng câu khô, mình không lấy ta thì ta thiệt, mà ta không lấy mình ta cũng chẳng biết lấy ai. Và bởi cái lễ của trẻ của chúng ta ngày hôm nay đây, Đức Đoàn và Thanh Vân đã cùng nhau trải qua biết bao mùa xuân, bao đợt trăng tròn và bao mùa lúa chín, kể từ mùa xuân đấy đã kết thành hoa thơm trái ngọt. Để đến ngày hôm nay, ngày 20 tháng 5 năm 2012, cũng tức ngày 30 tháng 4 năm Nhâm Thìn, ngày đẹp nhất và ngày hạnh phúc nhất, nhận được sự nhất trí của chính quyền địa phương, hai bên gia đình và nhà ý của đôi bạn trẻ. Và ngày hôm nay, thay mặt và đại diện cho những người làm trình xin được gửi tặng cho cô dâu và chú rể, như toàn thể chú ban, một chương trình ca nhạc biệt với những ca khúc tuyệt vời nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, và kính thưa toàn chú ban, và trước khi chương trình của chúng ta được bắt đầu, những câu chuyện lời mời của gia đình và cô dâu chú rể, xin kính mời toàn chú ban chúng ta tình nhiên xem tiền trà tiền nước và cùng đăng ký lời ca tiếng hát của mình để gửi tặng cho đôi bạn trẻ trong ngày vui hạnh phúc hôm nay. Và ngay sau đây tôi muốn chú ban sẽ phải chờ đợi hơn nữa, thay mặt cho bên gia đình cô dâu chú rể cũng như cho phép đại diện những người làm chủ, và ngay sau đây xin được mời chú rể Đức Đàn và cô dâu Thanh Vân sẽ cùng đứng dậy để ra mắt cũng như thầm cảm ơn tới dân chú bàn trong buổi trưa ngày hôm nay. Và tôi xin được trình trọng tuyên bố hôn lễ của đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay xin phép được bắt đầu. Và xin được chào tay tôi xin được mời cô dâu và chú rể một lần nữa cùng đứng dậy được không ạ? À, thì hai ngôi sao đẹp nhất trong cưới hôm nay đã cùng đứng dậy và tôi đã nhìn thấy những tràng pháo tay từ dưới rất bé đúng không ạ? Và tôi muốn một tràng pháo tay thật lớn và thật lớn nữa để tặng cho cô dâu và chú rể được không ạ? Vâng, và kính thưa cả chú ban, và lúc đây chúng ta đang cùng được nhìn ngắm hai ngôi sao đẹp nhất trong ngày cưới hôm nay. Và xin được mời chú rể cứ bỏ đàn đây. Và lúc đây chúng ta đang cùng được nhìn ngắm hai ngôi sao đẹp nhất trong cưới hôm nay ạ. Và chú rể của chúng ta ngày hôm nay có tuyệt vời không ạ? Đẹp. Và tôi muốn một cháu tay thật lớn được không ạ? Vâng, còn cô dâu thì sao ạ? Vâng, và cô dâu thì cũng rất tuyệt vời. Và lúc ở đây theo yêu cầu rất đông của chú ban đã làm có bạn mặt đáng chú này vừa để xua tan những cái nóng lực trong mùa hè để chúc mừng cho hạnh phúc của đứa trẻ trong ngày vui phúc này. Thì thật chú ban rất muốn được chứng kiến hai ngôi sao đẹp nhất trong ngày cưới hôm nay. Họ sẽ cùng trao cho nhau một đuôn nồng cháy nhất trong ngày cưới hôm nay. Và tôi hỏi chú rể có muốn trao cho cô dâu nụ hôn trong ngày cưới hôm nay không ạ? Không biết là gì. Vâng, không biết là gì thì chắc chắn là đồng ý rồi đúng không ạ? Và xin được mời hai bạn sẽ cùng quen mặt với nhau và chúng ta sẽ cùng đếm đầu ngược để cùng chào đón nụ hôn tuyệt vời nhất trong ngày cưới hôm nay được không ạ? Ủa, mày quay chậm không? Vâng, xin mời chú rể và cô dâu sẽ cùng quen mặt với nhau ạ. Các bạn sẵn sàng đếm chưa ạ? 3, 2, 1, và cảm ơn rất nhiều, xin được mời hai bạn sẽ cùng ngồi xuống và thay mặt và đại diện cho những người làm trình cũng như là chúc ban
đã có mặt tại hội trường lúc này sẽ luôn cùng chúc cho đoàn trẻ của chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau đến đầu vòng tương lai. Vâng, và cũng trưởng bàn và mở đầu chương trình ca nhạc cùng với những tình khúc tuyệt vời nhất trong ngày vui phúc này. Ngay sau đây xin kính mời trưởng bàn chúng ta cùng đến với dòng ca của chàng trai Đức Cảnh, người bạn rất thân của chú rể, và ngày hôm nay đây với những ca khúc sôi động nhất sẽ trở thành cho hội trường của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Lên đây, xịt ca cả nước lên đây. Bằng lòng nhá, đúng dòng ca của chính thích. Mày hát bài chú bé lót chân đi. Đấy. Đấy. Bạn nó lấy vợ. Mình nên hát cho nó một bài. Nên mình xa gần đâu cho trời mưa cầu che giấc mơ.